em chứ liên thịt em đây chắc chắn là một cái giống như kiểu gì nhỉ? Nhất đấy. Đến với chương trình của mình ngày hôm nay thì bây giờ là buổi trưa rồi đúng không? Sáng nay mình đi quay phim nhiều, đói quá và mệt quá và nóng quá đi mất. Thì bây giờ mình sẽ đi ăn trưa. Ăn trưa ở đâu? Hôm nay ăn trưa ở Ichiramen ở đây. Ichiran Ramen ở đây. Thì mình đi nè không? Đói quá. Đi đi không nhanh nhanh. Nóng vừa nóng vừa đói vậy ăn thôi. Cùng trứng thêm thịt. Em trứng thêm thịt thêm đúng không? Thêm rau ai? Ok. Thì bây giờ mình tới cái máy để mua mì ở đây ở Nhật Bản lúc nào thanh toán tiền cũng bằng máy hết. Thì rồi ok, cái máy sử dụng đơn giản đó, mọi người chỉ cần cho tiền và bấm vào nút ở đây là ok được rồi. Thì giờ mình sẽ mua nhá. Em đói. Bây giờ lúc vô ha, ngồi xuống. À có cái này, nếu mà mình đi mình thì mình để nó ở đây. Còn nếu đi hai người, nhiều người hơn mình mở ra được. Và ở đây ha, sẽ có, cái này tiếng Hàn Quốc. Ở đây ha, sẽ mình sẽ chọn gì mình muốn. Có nghĩa là cái nước mình muốn đậm thế nào, nhiều mỡ thế nào, có để thêm tỏi hay không, vân 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 vân. Thì để mình làm. Mình muốn. Ok, thì bây giờ mình với em ai cũng vào trong quán rồi. Vào trong quán thì em điền xong chưa? Điền xong rồi đúng không? Anh ở chưa điền này. Thôi bây giờ mình bấm vào order gọi em ấy đi. Xem như thế nào đi. Phòng đấy quá rồi. Tất cả các thứ đây anh đều cho bình thường hết. Đúng theo cái kiểu người ta ấy đấy. Sau khi bạn đã điền xong, bạn để cái thẻ và miếng giấy đằng trước mặt bạn rồi bấm nút màu đỏ để nhân viên đến lấy. Rồi nếu mà khi bạn ăn bạn cần đi nhà vệ sinh thì bạn đừng có quên bấm nút màu xanh lá cây để cho nhân viên biết nhé. Nước bệnh gì, nước bệnh gì. Ngồi đợi thôi nhở, người ta vừa ấy, lấy order của mình rồi. Nó mà tao thấy đã sẵn sàng. Sorry, có miếng xa xíu hành. Uống thử cái nước nhé. Mùa béo ghê luôn. Nghe cái mùi xương ấy anh. Cái này là Ichiran đầu tiên á của em. Chưa bao giờ ăn. Của mình đã tới rồi đúng không? Chờ gì Emma đã ăn uống nhiệt tình như thế kia rồi. Ghê gớm quá. Đói quá ăn luôn rồi đúng không? Dạ, Ichiman này rất là nổi tiếng ở Nhật Bản này luôn. Anh thấy thằng Tây nào đi đến Nhật Bản cũng ăn rồi Ichiman này luôn. Ngon nhất thì chưa chắc đã phải, nhưng mà đây chắc chắn là một cái giống như kiểu gì nhỉ? Nổi tiếng nhất. Thơm thơm đấy, nhìn đây là thấy xịn rồi đấy. Oishi. Ai mà có cái bụng mà có thể ăn nhiều á thì có thể kêu thêm mì cho 210 yen hoặc là nửa phần là 150. Thành ra ăn mà còn nước á cứ kêu thêm mì để ăn tới chừng nào no thôi. Em mà kêu thêm mì được miễn phí không? Không, phải trả tiền. Kêu thêm mì là trả tiền nữa. Em mà chưa ăn chưa gì, chưa ăn hết thôi mà đã. Đã suy nghĩ xa, phải suy nghĩ xa. Ừ.
Ichiran cũng có bán mì gấu tonkatsu để đem về nếu như các bạn muốn bữa bạn bè, các bạn có thể nhé. À, mà vừa rồi mình vừa ăn cơm no rượu say ăn xong rồi. Ăn khá ngon luôn bây giờ. Ngon. No quá à. Thì chú đi ngủ thôi. Đấy, thế mà nhưng mà thật ra ấy, anh cảm thấy cái chỗ này ngon nhưng mà nó hơi đắt. Thực ra với cái số tiền này mình có thể ăn được nhiều nhiều chỗ cũng còn ngon hơn. Nhưng mà thật sự đây là nó nổi tiếng, ăn ấy thì tầm 980 yên đấy thì hơi đắt. Đấy, với cái số tiền đấy. Đó, đấy. Có trứng nữa, rồi có nudie nghiêm trọng nữa rồi. Rồi đấy, xong rồi mình có thể đổi mì thêm nữa cho vậy mình thêm mì. Anh dẫn em mấy chỗ đấy, ngon hơn nha, anh là sư phụ của Nhật Bản rồi. Nhất định, nhất định. Đấy, coi như lần này là lần mới đi thử, cái lần đầu tiên của em đi ăn mì xem đây như nào đi. Cảm ơn anh. Đấy, ok. Rồi và để kết thúc cái clip này, rất là cảm ơn các bạn đã xem clip này của mình ngày hôm nay. Một cái clip ăn mì khá là ngon đấy đúng không? Súp mì tuyệt vời luôn mọi người ạ. Đấy. Nếu các bạn thích cái này thì đừng quên đến 10 nút like, cái like nút subscribe nữa, bấm luôn nút subscribe đấy và cái subscribe nút cái chuông nó nhỏ, các bạn bấm luôn cái chuông nó nhỏ ấy để nhận được toàn bộ notification từ YouTube mỗi khi ra clip mới vào nữa. Mình là Đức Mai ở đây, em mà xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.